Kính thưa quý vị, số người bị nhiễm và chết vì coronavirus càng ngày càng gia tăng. Ngay cả các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế vì không đủ những trang bị bảo hộ cần thiết đã bị nhiễm và nhiều người đã chết. Một số hội đoàn ở vùng Hoa Thịnh Đốn đã tham gia đóng góp một bàn tay để may khẩu trang cho những nơi cần đến. Xin mời quý vị đến với một phóng sự của những người tình nguyện. Xin giới thiệu ông Nguyễn Vĩnh Hưng, hội trưởng của Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn Gia Đình. Anh Hưng sẽ cho chúng ta biết lý do và mục đích của sự đóng góp này và lời kêu gọi của ông được đáp ứng như thế nào. Đầu tháng 4 năm 2020, trong thời kỳ cao điểm của đại dịch coronavirus Trung Cộng, tại Hoa Kỳ số người nhiễm bệnh gia tăng khủng khiếp đã khiến cho bệnh viện thiếu hụt vật dụng y tế cho nhân viên làm việc tại tuyến đầu để chữa trị cho bệnh nhân. Chúng tôi nhận thấy có trách nhiệm hỗ trợ cho sự thiếu hụt này nên đã họp bàn với nhau để có kế hoạch cứu trợ. Hội đã gửi thông cáo cho hội viên và một số thân hữu thật thân thiết để kêu gọi yểm trợ nhân lực và tài lực để sản xuất và đặt mua vật dụng y tế để tặng cho các bệnh viện và các cơ quan khác. Lời đáp ứng thật nồng nhiệt trong vòng 24 tiếng đồng hồ đầu tiên đã làm cho chúng tôi vô cùng phấn khởi. Tính đến ngày hôm nay, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ về hiện kim và sự tình nguyện để sản xuất mặt nạ y tế của hơn 70 hội viên và thân hữu. Trong hoàn cảnh hiện có, Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn Gia Đình dự tính trao tặng 4.000 mặt nạ y tế cho nhân viên làm việc tại các bệnh viện và các cơ sở khác và tặng 1.000 face shield cho y tá và bác sĩ đang làm việc tại các bệnh viện tại địa phương của chúng ta. Ngày thứ Sáu vừa qua, 17 tháng 4, chúng tôi đã hoàn tất đợt đầu sản xuất được 2.000 mặt nạ y tế và chúng tôi đã phân phối trao tặng cho các cơ quan tại địa phương như sở cảnh sát, sở cứu hỏa, nhân viên của các cơ sở bưu điện, nhân viên làm việc tại các nhà dưỡng lão, vân vân. Chúng tôi đã trao tặng 2.000 mặt nạ y tế và 2.000 bao tay. Chúng tôi sẽ tiếp tục công tác này đến khi không còn ngân quỹ để yểm trợ nữa. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn anh Hưng. Và anh Hoàng Đức Long là người song song cùng với anh Hưng để đứng lo về việc làm khẩu trang. Anh Hoàng Đức Long phụ trách nhà Việt Nam Maryland là chi nhánh của VLAC, nhà Việt Nam và chi nhà. Vì đại dịch corona, nhà Việt Nam Maryland tham gia công tác xã hội, phân phát thức ăn miễn phí cho các vị cao niên hàng tuần tại Maryland. Và anh cũng kêu gọi anh em để may khẩu trang. Hà Vân xin cảm ơn anh Hưng, anh Hoàng Đức Long. Xin trân trọng cảm ơn tất cả anh chị em đã góp tiền, góp công và hy sinh rất nhiều thời giờ, còn cam chịu sự nguy hiểm để hoàn thành một việc thiện nguyện cao quý trong mùa đại dịch. Cầu nguyện mọi người trong chúng ta được bình yên. Xin chân thành ghi ơn. Bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTNDC xin email về washingtondc@sbtn.tv. Nam Anh kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Nam Anh kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.